Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat, và trong video hôm nay Sơn sẽ hé lộ cho các bạn cái bí mật này rất là tuyệt vời luôn, để làm sao đó bạn có thể xem được thu nhập của người khác khi mà họ đang làm trên Thumbbuck và họ kiếm tiền với TikTok ra làm sao. Thì trong video này Sơn sẽ bật mí cho các bạn cái bí mật này, các bạn thấy sẽ rất là tuyệt vời đấy. Nếu như bạn thấy video này hữu ích nhá thì nhớ nút bấm một nút like của Hồ Sơn nhá. Thì đầu tiên này, các bạn vào đăng nhập vào cái Thumbbuck của Sơn. Sau đó các bạn nó chọn là mục leader. Leader ở đây. Tiếp theo là bạn bấm vào phần recent completion. Đó, sau đó thì các bạn hãy chọn một cái phần là user này, chọn phần là user in my country. Có nghĩa là những cái người đang ở trong cái đất nước quốc gia của chúng ta. Bây giờ các bạn bấm vào đây nhá. Sau đó là các bạn bấm vào Sơn là cái phần là only show high paying task. Có nghĩa là chỉ xuất hiện ra những cái nhiệm vụ nào đang được trả nhiều tiền thôi. Thì bây giờ các bạn kéo xuống này. Bây giờ Sơn làm thêm một cái khác nữa thêm để cho nó dễ dàng tìm thấy nhá. Ví dụ các bạn kéo xuống, các bạn nhìn thấy được rằng là những ai đang làm TikTok này. Nhưng bây giờ Sơn sẽ chọn là Ctrl F. Sơn gõ cái từ TikTok để Sơn tìm nó nhanh. Bây giờ cách ra phần này. Đấy, Sơn tìm ra thì những cái nào TikTok nó sẽ hiện nổ ra. Bây giờ nhớ Sơn kéo từ trên xuống dưới này. Sơn sẽ thấy được rằng là không phải là chỉ có những cái nhiệm vụ 0,074 đô thì nó có ít. Bây giờ Sơn sẽ bỏ qua những cái nhiệm vụ thấp này. Sơn kéo xuống dưới này, các bạn nhìn thấy này, có cái bạn này, bạn nên làm một cái nhiệm vụ là 0,2 đô này, một bạn khác này làm một nhiệm vụ 0,0095 thì nó có ít rồi. Đó, người Việt mình thì lâu lâu có những cái offer là trả lời một cái khảo sát này thì được 0,25 đô, nhưng bây giờ mình đang nói về TikTok nhá. Thì bây giờ mình cứ kéo xuống này. Ô, các bạn nhìn này, có người á, đây nhá, làm một cái nhiệm vụ TikTok thôi mà được trả 10 đô các bạn. Cái này 2 giờ trước. Cái này 2 giờ trước này, bây giờ Sơn kéo xuống tiếp này. Cái này 2 giờ trước các bạn làm một nhiệm vụ được 10 đô rồi. Rất tuyệt vời luôn á. Rồi bây giờ nó có một bạn khác là 0,272, không có nhiều lắm nhưng mà bây giờ mình cứ bấm vào cái tài khoản của bạn nó trước nhá. Thì bây giờ khi mà các bạn bấm vào tài khoản của những người này á. Đây 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 đây, đây. Có một bạn khác làm một nhiệm vụ được 3,2 đô. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào thử tài khoản của các bạn đó mình xem này. Bạn này làm được 11 ngày và bạn ấy kiếm được 14 đô này, tương đương với số tiền là 329.000. Rồi thì bây giờ mình kéo xuống dưới này, bây giờ xem các nhiệm vụ của bạn ấy đang làm là cái gì. Thì bạn ấy làm là đầu tiên là TikTok Post này. Đó. Rồi những cái này thì bỏ qua, ít tiền quá mình bỏ qua nhé. Đây các bạn thấy không? Bạn ấy cũng đã làm được một cái nhiệm vụ là TikTok cách đây 11 giờ trước và kiếm được số tiền là 10 đô trên một nhiệm vụ. Đấy các bạn thấy không? Đối với cái kiếm tiền TikTok này thì bạn hoàn toàn có thể nhận được là 10 đô, 15 đô, 20 đô, thậm chí cũng có nhiệm vụ mình mới show trong nhóm ngày hôm qua các bạn. Cũng có cái nhiệm vụ mà nó lên tới mấy chục đô cơ. Nè, có một bạn nó làm tới 27 đô một nhiệm vụ mà đăng lên trên TikTok đó các bạn. Đấy, bây giờ mình kéo xuống nhé, hôm qua Sơn có đăng một cái bài post á. Kéo xuống này, các bạn nào mà chưa vào cái group này á thì đường link group Sơn có để lại phía bên dưới video. Các bạn đã bấm vào cái link đó để các bạn tham gia vào trong group nhé. Sau đó Sơn sẽ xét duyệt cho các bạn tham gia vào đây. Chúng ta sẽ hỗ trợ nhau, giải đáp các thắc mắc, giúp đỡ nhau để giúp nhau phát triển lên. Giúp cho các bạn kiếm được tiền với TikTok nha. Còn giả sử đi bạn chưa biết cách kiếm tiền với TikTok như thế nào á, các bạn vào kênh YouTube của Sơn á. Các bạn đã chọn vào mục danh sách phát này. Đây này, Sơn thoát ra Sơn cho các bạn coi này. Các bạn vào kênh YouTube của Sơn nhé, Sơn PS đây này. Đó, Sơn PS là 118.000 lượt đăng ký nha các bạn. Sau đó các bạn chọn vào phần danh sách phát của Sơn nhá. Các bạn đã bấm vào phần là xem toàn bộ cái danh sách phát là kiếm tiền online với TikTok này. Đây các bạn chọn vào đây. Thì Sơn đã có một cái bộ video. Sơn tổng hợp lại hết tất cả về những cái cách kiếm tiền với TikTok ở trong này, từ bước đăng ký tài khoản rồi các nhiệm vụ nó làm nó sao, cách để các bạn liên kết với tài khoản TikTok để các bạn kiếm được tiền với nó. Thì cái này nó rất uy tín nha, nó kiếm được tiền thật nha. Đó, và cách rút tiền như nào thì Sơn cũng đã show ra hết rồi, thì các bạn nó vào cho các bạn coi nhá. Đó, đây 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 đây. Bạn nhìn này, hôm qua Sơn tìm ra có một bạn đó, bạn ấy làm một cái nhiệm vụ tới 37 đô cơ, là 37 đô. Wow, hai nhiệm vụ luôn nha, có nghĩa là trong trong khoảng một ngày đâu đó là bạn ấy làm được hai nhiệm vụ như vậy. Bây giờ các bạn xem này, bây giờ mình lấy máy tính ra mình tính nhá. 37,3 đô mà nhân lên với cả 23.000 Việt Nam đồng thì bây giờ bạn ấy làm một nhiệm vụ được 857.000. Wow. Cũng được chứ đúng không? Một ngày mà được 857.000 thì quá tuyệt vời luôn á. Và cái tài khoản này á thì bạn ấy lập ra được 28 ngày trước đó và số tiền bạn kiếm được khoảng 288 đô. Thì tức là cái thời gian nó mà tạo ra nó không quan trọng, mà quan trọng là cái thời gian mà bạn ấy làm với cái này.
không, bạn đã dành nó bao nhiêu thời gian thôi. Thế bây giờ mình cứ thử lấy 288 đô đi và nhân với cả 23.000 lên thì đây là số tiền bạn kiếm được, cũng là khoảng 6.624.000, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không? Mà cái thang bấc này á, nó sẽ trả thưởng cho, trả tiền cho các bạn á, là nó sẽ trả hàng tuần nhá, nó trả hàng tuần vào tài khoản cho các bạn. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn để các bạn có thể rút được tiền rồi. Nếu như các bạn đã đủ được cái yếu tố các bạn rút tiền đó thì các bạn vào trong video này các bạn xem nó, được không ạ? Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp này. Và đây cũng là cái cách á, để bạn có thể chụp lại cái bằng chứng. À, ví dụ như bây giờ các bạn chưa có bằng chứng kiếm được tiền đúng không? Các bạn có thể chụp lại cái bằng chứng. Đây, cũng có người đã kiếm được tiền rồi. Đây lá cờ Việt Nam nhé. Bây giờ mình không có nói tới những cái quốc gia nước ngoài. Mình đang nói tới là quốc gia Việt Nam họ đã kiếm số tiền lớn như vậy rồi. Đấy, bây giờ mình kéo xuống này. Mà thậm chí là mình thấy là người nước ngoài họ còn không làm những cái kèo mà có 10 đô đâu các bạn. Không. Nên nó mình đang làm rất là ngon luôn, nó có những cái kèo là TikTok này, các bạn làm 10 đô, 20 đô như vậy mà người nước ngoài họ đâu có đâu. Như vậy các bạn còn thu nhập còn cao hơn người nước ngoài nữa cơ. Rồi, thì bây giờ cái tài khoản của bạn này tạm thời mình thấy là cái kèo mà bạn ấy làm được cao nhất đó là bạn ấy đang được 10 đô nhá. Bây giờ mình qua một tài khoản khác này. Bạn này á là hai phát. Trong một ngày phát là được hai phát rồi. Là được hai nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ 10 đô các bạn. Mỗi nhiệm vụ 10 đô là bạn ấy làm trong một ngày thôi. Tài khoản mới lập này. Tài khoản mới lập có nghĩa là chưa được một ngày luôn á là bạn ấy đã được là 20 đô rồi. Tuyệt vời không các bạn? 20 đô mà nhân với cả 23.000 lên thì được 460.000 rồi. Cũng được đúng không ạ? Trong một ngày thu nhập. Rồi thì bây giờ mình qua một tài khoản khác này. Thôi bạn này thì như thu nhập chưa cao lắm mình bỏ qua này. Bạn này được cũng lập tài khoản mới lập ngày hôm nay. Được hai nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ là khoảng 3,2 đô. Ok, rồi. Thì bây giờ đó là cái cách đó mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Các bạn cứ kéo xuống dưới này. Các bạn kéo xuống dưới nhá. Sau đó các bạn nó sẽ nhìn thấy được cái kèo nào á mà nó có chữ TikTok này. Đó, chữ TikTok này. Thì để ý là những cái kèo đó đang có thu nhập rất là cao. Đây này. Bạn này bán được 10 đô này, hình như cái bạn này là mình vừa mới bấm vào tài khoản bạn rồi này. Rồi kéo xuống dưới này. Và cái trang này nó giúp cho các bạn nó nhìn thấy được thu nhập mỗi ngày luôn đấy nha. Thu nhập mỗi ngày á cũng là bạn này, cũng là 10 đô này. Đó. Sau này ví dụ như là bạn hãy lưu lại những cái đường link của những cái trang của những cái bạn kiếm được thu nhập cao á thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là cái chuỗi lịch sử của bạn đó bạn ấy kiếm được quá nhiều tiền luôn. Quá nhiều tiền luôn. Nên nó có những bạn đó bạn làm với cả cái TikTok này á thì thực sự mình đã thấy cũng một vài bạn bán solo ra tài khoản là kiếm được 1.000 đô, 2.000 đô, thậm chí là 3.000 đô một tuần các bạn với cái TikTok này nhá. Rồi thì bây giờ này, cùng một cái thời gian đó mình chia sẻ cho các bạn thêm là các bạn bấm một phần là User Leader này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được thu nhập hàng ngày, thu nhập hàng ngày của những người khác. Nhưng nếu mình nên coi là yesterday thì nó sẽ chuẩn hơn, tại vì bấm vào today thì nó chưa có cập nhật được hết cái ngày ngày hôm nay. Thì khi mà bạn bấm vào yesterday á thì bạn sẽ thấy được rằng ở đây là thu nhập mỗi ngày của họ này. Những ai mà thu nhập được nhiều á, thậm chí còn được thưởng 20 đô. Nên làm sao á, các bạn nó phấn đấu á, các bạn được top thu nhập hàng ngày đi thì các bạn nó không những các bạn đang được là 34 đô mà các bạn được còn được thưởng là top thu nhập hàng ngày là thêm 20 đô nữa. Là tổng một ngày bạn sẽ kiếm được khoảng 54 đô. Quá tuyệt vời luôn, nỗ lực đi các bạn, cố gắng đi. Nên là sao người Việt mình á là mình phải nhảy lên được những cái top này. Các bạn kiếm được nhiều tiền từ trên này, các bạn được nhận được thêm tiền nữa. Đấy, cái này tuyệt vời lắm luôn đó các bạn. Đó thì mình cũng đang dành thời gian mình nghiên cứu thêm. Mình cũng đang nghiên cứu thêm những cái hình thức kiếm tiền với Thambuck và TikTok thì các bạn á cũng dành thời gian các bạn nghiên cứu cùng với Sơn đi, bởi vì cái này đối với Sơn nó cũng là một cái mới nhá. Thì Sơn có tạo ra một cái group ở đây, các bạn nó có bất kỳ câu hỏi gì các bạn nó có thể vào trong này, và bên cạnh nó lâu lâu Sơn nó sẽ tạo ra một cái bài viết để cho các bạn follow chéo với nhau đó. Thì trong cái nhóm này thì mình cũng chỉ hướng tới cái việc đó là giúp cho các bạn nó làm kiếm tiền với TikTok thôi. Còn ở trên Thambuck này này thì mặc dù nó có rất là nhiều những hình thức kiếm tiền khác, nó giả sử bạn có thể làm khảo sát, các bạn cũng có thể là trả lời những cái bài viết, hoặc là các bạn đã đăng ký tài khoản. Đó thì mình chưa nói về những cái này, mình chưa nói về những cái này, mình chỉ nói là cách kiếm tiền với TikTok thôi, tại vì cái này đang được nhiều tiền, đang kiếm được nhiều tiền tại Việt Nam nhé. Thì các bạn đã tập trung vào cái này cũng khá ok này. Và bên cạnh đó mỗi ngày các bạn bấm vào mục roll này, mục roll đây là cái phần là quay trúng thưởng, thì nó sẽ random cho các bạn số tiền là 10 đô, 1 đô, 0.1 đô hoặc là 0.01 đô, thì nó cũng tùy vào sự may mắn của mình thôi. Thì nếu như cái này nó miễn phí mà các bạn lâu lâu các bạn rảnh á
cứ một ngày 24 giờ thì các bạn sẽ vào đây, các bạn quay, bấm một mục roll ở đây này thì bạn sẽ được quay nhá. Và các bạn cũng sẽ có cái đường link referral của bạn này, bạn copy nó, sau đó bạn có thể đi giới thiệu người khác để người khác có thể đăng ký cái referral này và các bạn cũng được thu nhập thêm. Ok, thì đó đó là một cái phần là mình chia sẻ cho các bạn để làm sao đó bạn có thể là đi coi được cái thu nhập của những người khác. Không những là bạn coi được thu nhập của người Việt Nam mà bạn cũng sẽ coi được thu nhập của những người nước ngoài. Và cái website này thì nó rất là lâu đời rồi, rất uy tín các bạn, và nó trả thưởng đều đặn, trả thưởng rất đều đặn các bạn đó. Hôm bữa các Sơn chỉ các bạn vào liên kết là bấm vào payment ở đây này đó, thì bây giờ là tài khoản của Sơn là còn khoảng 4 ngày nữa thì Sơn sẽ được thanh toán, 4 ngày nữa. Mà mặc dù là cái này cũng Sơn cũng mới làm thôi, Sơn cũng mới làm đến mấy ngày thôi, hiện tại Sơn được 31 đô rồi. Sơn thì chưa có thời gian để Sơn làm từng nhiệm vụ một giống như các bạn đâu, mà góc độ Sơn là Sơn review thì Sơn thấy rằng cũng có một vài bạn nó cũng làm thành công lắm, thậm chí bạn còn khoe Sơn là bạn ấy đã có được vài trăm người trong hệ thống rồi. Thì đó, các bạn nó vừa kết hợp bạn làm nhiệm vụ mà bạn cũng vừa kết hợp nếu mà có được mối quan hệ, bạn tuyển được thêm referral nữa thì thu nhập của bạn càng tối đa, các bạn càng được cao hơn đó. Tại vì Sơn nó dành ra nhiều thời gian Sơn hỗ trợ các bạn, Sơn nó tìm khám phá được cái mới, rồi xong Sơn support học viên, nên nó nhiều khi mình không có nhiều thời gian để mình làm từng nhiệm vụ một được. Nhưng ở góc độ là Sơn nó có một cái sự hiểu biết trước rồi, Sơn biết được cách nào để kiếm được tiền thì Sơn đã làm được một cái video này, Sơn chỉ là cho các bạn, đúng không ạ? Rồi, nếu như các bạn đã thấy video này ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like ủng hộ video của Sơn. Cũng như là trên kênh YouTube của Sơn thì có rất là nhiều những hình thức kiếm tiền khác, ví dụ như là sàn VNDC này cũng rất là ok này. Mình mới làm một cái lệnh rút đâu đó khoảng được hơn 3 triệu rồi các bạn. Trong 1-2 ngày vừa qua thì mình rút được khoảng 3 triệu mấy rồi, 3 triệu 3 rồi. Và cứ mỗi một ngày như vậy thì mình kiếm được khoảng hơn 1 triệu với cái sàn VNDC. Thì mình cũng đã có được cái bằng chứng thu nhập và cái video hướng dẫn ở đây, các bạn có thể bấm vào xem. Ngoài ra các bạn cũng có thể bắt đầu làm với cả Clickbank này, hoặc là về kiếm tiền với Vray này, hoặc là kiếm tiền với cả Tamodo, Coinsbit. Rất là nhiều hình thức thì mình đều gom lại thành những danh sách phát ở đây, bạn hãy coi coi hết đi, thì mình đều tổng hợp lại nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, các bạn có thể đặt ở xuống phần bình luận ở đây, thì mình sẽ dành cái thời gian ra để mình hỗ trợ và trả lời cái thắc mắc cho các bạn nhé. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.